một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Số 30 mà K2 màu cờ đỏ sao vàng kỷ niệm chuẩn bị có cánh mùng 29 anh em nhá. Đấy. Bắt chèn sơn lên mái nhà thì anh em tôi sơn lên máy bay. Ok. Anh em nào muốn đu chèn máy bay thì đặt hàng nhá. Duy nhất đặt lại từ nay đến mùng 2 tháng 9 này shop với làm màu này thôi nhá. Đầy đủ máy cân bằng. Anh em tập chơi rất là dễ nhá. Ok. Chạy test băng.
đỡ đi. Quay nó nghiêng góc ấy nó đẹp. Rồi. Lại nhá. Đấy, của Tuấn Anh đừng đứng đến đây, Đứng này vướng quay được răng. Cắt mặt đi. Cắt mặt đẹp vào vút lên. Lùi này hả? Lại không lấy vòng này à? À. Vòng lại. Làm nhạy đi. Rồi, thẳng cánh. Đừng ngóc mày luôn để em hạ được. Cao lên. Đứng rồi. Anh ấy dừng chạy nhờ tí. Chạy vào đây.